Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, ngày thi đầu tiên trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, thời tiết ở hầu hết các nơi trên phạm vi cả nước đều không có diễn biến quá phức tạp. Tại các tỉnh Bắc Bộ thì ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ, có nơi lên trên 34 độ. Vào sáng sớm hay lúc về chiều và tối, trời chuyển nhiều mây hơn với mưa dông xuất hiện rải rác. Trong đó nơi có mưa nhiều hơn cả là khu vực các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc. Nhiệt độ lúc này giảm xuống dưới 29 độ, độ ẩm không khí tăng lên và gió đông nam thổi nhẹ nên cảm giác oi ả chỉ xảy ra ở những nơi chịu tác động của hiệu ứng đô thị. Còn các nơi khác thời tiết khá dễ chịu. Nhìn chung so với thời điểm này năm trước, thời tiết thuận lợi hơn nhiều và không gây khó khăn cho các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh trong ngày thi đầu tiên này. Ở khu vực miền Trung, ngày hôm nay thời tiết cũng thuận lợi hơn rất nhiều cho việc làm bài thi của thí sinh. Mặc dù suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An trở vào cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận, trời đều có nắng, nhưng cường độ nắng không mạnh nên nhiệt độ trưa chiều chỉ ở mức từ 32 cho đến 34 độ, một vài nơi chạm ngưỡng nắng nóng 35 đến 36 độ. Đến chiều tối, mưa dông nhiệt xuất hiện thoáng qua trong thời gian ngắn nên lượng mưa không nhiều. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam có cường độ khá yếu, do vậy ngày hôm nay, hầu hết các nơi trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời đều có nắng với nhiệt độ trưa chiều ở vào khoảng từ 29 cho đến 32 độ ở Tây Nguyên, còn Nam Bộ nhiệt độ cao hơn khoảng từ 1 cho đến 2 độ. Đến chiều tối, mây dông cũng kéo đến nhiều hơn, nhưng ít khả năng gây mưa dông với lượng lớn. Trong mưa dông thì quý vị và các bạn vẫn cần đề phòng khả năng xảy ra sấm sét cũng như gió giật mạnh. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, ngày hôm nay không chỉ ở thủ đô Hà Nội mà các điểm thi khác chắc chắn sẽ đông đúc hơn ngày thường do có sự tập trung của một lượng lớn thí sinh. Thời tiết tại thủ đô Hà Nội được dự báo là nhiều mây và có khả năng có mưa rào vào thời điểm sáng sớm, nên nhiệt độ lúc này ở vào khoảng 27 độ. Ban ngày có nắng và nhiệt độ sẽ tăng dần, đến khoảng 13 đến 14 giờ chiều sẽ đạt mức cao nhất là 34 độ. Thời điểm này thí sinh bắt đầu làm bài thi môn thứ hai. Đến chiều và tối, khả năng mưa sẽ xuất hiện cục bộ vài nơi. Các bậc phụ huynh và các em cần chủ động mang theo vật dụng che mưa để đảm bảo sức khỏe. Thành phố Hải Phòng cũng là địa điểm tập trung một lượng thí sinh khá lớn. Ngày hôm nay thì thời tiết cũng không có gì quá đặc biệt. Trời có mưa ở một vài nơi vào thời điểm đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 27 độ. Ban ngày mây thay đổi và có nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất ở vào khoảng 33 độ. Mức nhiệt độ không cao nhưng trong một vài tiếng giữa trưa cũng có cảm giác hơi nóng. Cho nên quý vị phụ huynh cần tìm những nơi thoáng mát trong lúc chờ con em mình, tránh để xảy ra tình trạng mệt mỏi, không những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của quý vị mà các thí sinh cũng bị tác động tâm lý, ảnh hưởng không tốt đến kết quả thi. Đến với thành phố Đà Nẵng, ngày hôm nay mặc dù trời có nắng từ khá sớm, nhưng nhờ gió thổi nhẹ và độ ẩm không khí vừa phải, nên lúc này thời tiết vẫn khá dễ chịu với nền nhiệt độ chỉ ở vào khoảng 26 đến 27 độ. Đến trưa chiều, nhiệt độ sẽ tăng nhanh lên mức từ 34 cho đến 35 độ. Toàn thành phố thời tiết hầu như không mưa nên sẽ thuận lợi cho các hoạt động hàng không và du lịch biển trên khu vực. Thành phố Nha Trang là nơi được thiên nhiên ưu đãi với thời tiết khá ôn hòa. Ngày hôm nay tại đây trời có nắng với cường độ không mạnh, cho nên nhiệt độ cao nhất sẽ không vượt quá mức 33 độ. Khả năng xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối không cao, nên thời tiết cũng ủng hộ cho việc lưu thông đi lại của các bậc phụ huynh và các thí sinh trong ngày thi đầu tiên này. Với thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay trời cũng có nắng và nhiệt độ đạt mức cao nhất vào thời điểm sau 13 giờ chiều là khoảng 33 độ. Đến chiều tối, những đám mây dông có điều kiện hình thành và đem đến những cơn mưa rào và dông trên khu vực. Mưa ít có khả năng kéo dài, nhưng quý vị và các bạn vẫn cần đề phòng khả năng xảy ra sấm sét cũng như gió giật mạnh trong cơn dông. Về đêm, thời tiết chuyển mát mẻ dễ chịu với nền nhiệt độ thấp nhất dao động quanh mức 25 độ. Không có sự khác biệt đáng kể so với các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay, thời tiết tại thành phố Cần Thơ nắng xen giữa những khoảng nhiều mây nên nhiệt độ trưa chiều tại đây dự báo chỉ vào khoảng 31 đến 32 độ. Về chiều tối, khả năng có mưa rào trong thời gian ngắn và nhiệt độ giảm xuống chỉ còn khoảng 25 độ cùng với gió thổi nhẹ nên thời tiết tương đối dễ chịu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.